X11 Story mến chào các quý vị thính giả. Quãng thời gian chưa đầy 2 năm, từ năm Kiến An thứ 23 tới năm Kiến An thứ 24, đánh dấu một chặng đường đầy biến động của lịch sử thời đại Tam Quốc. X51 Story xin điểm sơ qua các sự kiện lớn. Một là, Tào Tháo Hà Hán Trung, tích đủ công lao để xưng Ngụy Vương, lập nên một tiểu triều đình nhà Ngụy trong lòng nhà Hán. Đây là bước cần thiết để dứt tuyệt lòng trông ngóng của Hán thần, từ từ kiến tạo nền móng cho Tào Phi lên ngôi hoàng đế chứ không đơn giản như việc làm Ngụy Công trước đây. Trong Tam Quốc có vô số những điểm vụn vặt mà không hề bé mọn như vậy, muốn lý giải được sự vận hành của ba nhà thời ấy, cần phải nắm chắc những điểm mấu chốt nho nhỏ này, tuy nhiên khó mà viết ra được vì nó quá tản mạn, độc giả quan tâm đành mời tự tìm hiểu. Hai là, Lưu Bị cướp Hán Trung từ tay Tào Tháo, củng cố cửa ngõ của Ích Châu, Long Trung đối sách coi như đạt tới đỉnh. Ba là, Lưu Bị xưng Hán Trung Vương. Bốn là, Quan Vũ Bắc phạt và Thủy Yểm thất quân. Năm là, Tôn Quyền đánh úp Kinh Châu, Quan Vũ bị bắt và bị chém. Việc Quan Vũ chết đem lại mất mát lớn cho bạn đọc yêu thích Tam Quốc diễn nghĩa cũng như fan hâm mộ nhà Thục Hán. Và cùng với đó, độc gia yêu thích Tam Quốc chí chắc chắn cũng đặt câu hỏi là khi Quan Vũ Bắc phạt, tại sao Lưu Bị ở Xuyên không có hành động hỗ trợ hay hưởng ứng nào? Nhiều góc nhìn của các sử gia cho rằng vào thời điểm này Lưu Bị đã không còn kiểm soát được Quan Vũ nữa. Sau đây X51 Story sẽ cùng quý thính giả luận bàn về nghi vấn Lưu Bị đã không còn kiểm soát được Quan Vũ sau khi ông lên ngôi Hán Trung Vương. Căn cứ theo Tam Quốc Chí và Tư Trị Thông Giám thì có 12 trích dẫn liên quan tới Quan Vũ như sau. Một là, lại dân Nam Dương khổ vì giao dịch, Kiến An năm thứ 23, mùa đông tháng 10, tướng giữ Huyền Thành là Hầu Âm làm phản. Hai là, năm Kiến An thứ 24, mùa xuân tháng 1, Tào Nhân hạ Huyền Thành, chém Hầu Âm. Ba là, trong khoảng tháng 4 đến tháng 6, Tam Quốc Chí chép là mùa hạ, Lưu Bị sai Thái Thú Nghi Đô là Mạnh Đạt người Phù Phong từ Bắc Tỷ Quy đánh Phỏng Lăng, giết Thái Thú Phỏng Lăng là Khoái Kỳ. Lại sai Nghĩa Tử là phó quân trung lang tướng Lưu Phong từ Hán Trung xuôi theo Miện Thủy tới quản quân của Đạt, cùng Đạt đánh Thượng Dung. 4 là, tháng 7, Lưu Bị xưng Hán Trung Vương, phong Vũ làm tiền tướng quân, giả Tiết Việt. Quan Vũ đánh Phàn Thành. 5 là, tháng 8, Quan Vũ đánh bại Vu Cấm, Bàng Đức. 6 là, tháng 10, người Lạc Hồn là Tôn Lang làm phản, giết huyện chủ bộ, xin theo về Quan Vũ, Vũ cấp ấn thủ cho Lang, lại cho binh sai quay lại làm giặc. Từ Hứa Đô về phía nam, khắp nơi đều hưởng ứng Vũ, Vũ uy chấn Hoa Hạ. Ngụy Vương tính chuyện rời đô khỏi Hứa Đô để tránh nhuệ khí của Vũ. 7 là, tháng 12, tư mã của Phan Trương là Mã Trung bắt được Quan Vũ cùng con là Bình ở Trương Hương, đem chém. 8 là, theo Giang Biểu Truyện viết, Vũ thích xem tả chuyện, thường đọc ngâm nga những chỗ mưu lược đầy vẻ thích thú. 9 là, khi chức, Lưu Trương phái người ở Phù Phong là Mạnh Đạt làm phó cho Pháp Chính, mỗi người mang theo 2.000 người, sai đến nghênh đón Lưu Bị. Lưu Bị nhân đó lệnh cho Đạt lĩnh số binh ấy, lưu lại đóng ở Giang Lăng. Sau khi bình thục, lấy Đạt làm Thái Thú Nghi Đô. Năm Kiến An thứ 24, lệnh cho Đạt từ phía Bắc Tỷ Quy tấn công Phỏng Lăng. Thái Thú Phỏng Lăng là Khoái Kỳ bị quân của Đạt giết, Đạt lại tiến công Thượng Dung, tiên chủ ngầm sợ Đạt khó đảm nhiệm một mình, bèn sai phong từ Hán Trung xuôi theo Miện Thủy quản quân của Đạt, cùng với Đạt hội quân ở Thượng Dung. 10 là, bởi Quan Vũ bị vây ở Phàn Thành Tương Dương, liên tục gọi Lưu Phong, Mạnh Đạt, lệnh phải phát binh trợ giúp. Lưu Phong, Mạnh Đạt từ chối rằng Sơn Quận mới theo về, chưa dám kinh động, không theo lệnh Quan Vũ. 11 là, thư Mạnh Đạt gửi Lưu Bị khi hàng Tào có câu, việc Kinh Châu nghiêng đổ, đại thần thất tiết, trăm người không về được một. 12 là, tiên chủ xưng làm Hán Trung Vương, phái thi đến phong Quan Vũ làm tiền tướng quân, Quan Vũ nghe tin Hoàng Trung được thăng làm hậu tướng quân, bèn nổi giận nói, bậc đại trượng phu sao có thể cùng đứng ngang hàng với tên lính già. Rồi nhất quyết không nhận thụ phong. Mặc dù sử thư không hề chép lại ước tam sử của Quan Vũ khi về hàng Tào trước kia, nhưng lúc đó theo Tam Quốc Chí Quan Vũ chỉ hàng Hán Đế chứ không hàng Tào, nhiều nhà nghiên cứu tin quan điểm đó là hiện hữu trong con người Quan Vũ. Quan chức của Vũ được phong là quan tước nhà Hán. Ta đọc Tam Quốc Chí Truyện Hạ Hầu Đôn, thấy có ghi lại việc phân chia quan Hán. Quan Ngụy này, Ngụy thư chép, bấy giờ chư tướng đều nhận chức quan của Ngụy, riêng mình Đôn là quan của nhà Hán. Đôn bèn dâng sớ trần tình rằng mình chẳng thích hợp với cái lễ của kẻ không phải là thần tử nhà Ngụy. Tước Hán Thọ Đình Hầu là Hán Đế phong cho Quan Vũ, do vậy khi Lưu Bị xưng vương, vẫn giữ tước Hán Thọ Đình Hầu này của Vũ. Nhắc lại quan điểm phân biệt Hán và Tào của Quan Vũ, kết hợp với trích dẫn thứ 8 đã nói trước đó, việc Quan Vũ nghiện tả chuyện, luôn bàn về nghĩa Xuân Thu, để thấy chí hướng của Quan Vũ là hưng Hán. Đây cũng là lý do ông theo Lưu Bị và cũng vì vậy mà bất tuân Hán Trung Vương. Lưu Bị và Hán Trung Vương không phải là một ư? Tuyệt đối không. Lưu Bị trước kia dựng cờ hưng Hán, nhưng sau khi có Kinh, Xuyên, ông ta tự xưng là Hán Trung Vương, nghĩa là đã tách ra khỏi nhà Hán,
thành lập triều đình của riêng mình. Mối quan hệ của Quan Vũ với Lưu Bị không giống như tướng lĩnh họ Tào hay họ Hạ Hầu với Tào Tháo, mặc dù cũng có đôi phần cấp trên cấp dưới, đôi phần huynh đệ. Các tướng theo Tào Tháo là khi Tháo đã nhập sĩ, có danh vọng, nên quan hệ nghiêng hẳn về thượng, hạ, nghĩa là toàn thị ủng hộ Tào Tháo. Bất kể Tháo có như thế nào và làm gì, ngược lại, Tào Tháo cung cấp địa vị, tiền tài, danh vọng cho các quan tướng. Lưu Quan Trương thì hoàn toàn khác, cả ba cùng khởi sự từ khi còn tay trắng ở thôn Lâu Tang, ràng buộc nhau không có gì khác ngoài tình cảm là lý tưởng. Ta thấy Trương Phi lấy Lưu Bị là trời, bảo gì nghe nấy, khi đánh mất Từ Châu và các chị thì đòi tự sát, còn Quan Vũ theo Lưu Bị vì lý tưởng chứ không phải tình yêu mù quáng. Từ trước, Lưu Bị luôn dương cao chiêu bài Lưu Hoàng Thúc, xưa theo Công Tôn Toản, Toản giết Lưu Ngu thì Lưu Bị rời Toản. Ở Từ Châu thì đánh nhau với Viên Thuật vì Thuật tiếm xưng đế. Do vậy con đường Lưu Bị chọn rất phù hợp với chí nguyện của Quan Vũ. Cho tới khi Lưu Bị không kìm nổi tham vọng mà lộ ra chí mưu bá đổ vương, thì Quan Vũ mới té ngửa ra là ông anh xưa nay vẫn dối mình. Tấm lòng của Quan Vũ với nhà Hán thể hiện rõ trong vụ đi săn ở Hứa Điền. Sự tình của Quan Vũ cũng có đôi phần như Tuân Úc, Thôi Diễm bên Tào Ngụy. Chính bởi vậy, khi Lưu Bị phong thưởng bá quan, Vũ mới không hài lòng mà nài việc ngang vai Hoàng Trung. Đây có thể chỉ là cái cớ để Vũ phản đối nhận tước phong của Hán Trung Vương. Khi Lưu Bị đã không còn dựng cờ hưng Hán nữa thì con đường của Quan và Lưu ngày càng xa nhau. Phân tích trích dẫn thứ tư, tháng 7, Lưu Bị xưng Hán Trung Vương, phong Vũ làm tiền tướng quân, giả Tiết Việt. Quan Vũ đánh phản thành. Đây là hai sự kiện khác nhau nhưng chưa rõ sự kiện nào xảy ra trước, sự kiện nào xảy ra sau. Giả Tiết Việt nghĩa là trao cho viên tướng quyền chinh phạt. Nếu Quan Vũ được trao Tiết Việt trước rồi mới đánh Tương Dương thì đó là thuộc thẩm quyền của Quan Vũ. Nó dẫn tới một điều không hợp lý là Lưu Bị trao quyền cho Quan Vũ, tương đương với việc thúc Quan Vũ bắc phạt, nhưng lại chẳng hề có động thái hỗ trợ nào, dù chỉ bằng lời nói. Chúng ta cũng biết chiến dịch Hán Trung cơ hồ cũng khiến Ích Châu cạn hết lương tiền, cần một thời gian để tích lũy, cho nên từ phía Lưu Bị khó lòng phát động một chiến dịch lớn đánh Tào Tháo. Dẫu vậy, từ phía Xuyên vẫn có thể tuyên bố gió việc sai khiến hoặc chí ít là chủ trương đồng thuận với việc Kinh Châu bắc phạt, hay cử một đại tướng dẫn một cánh quân tới trợ chiến hoặc giúp giữ Kinh Châu. Cho nên trong sự kiện bốn này, các nhà nghiên cứu nghiêng về giả thiết là Quan Vũ đánh Tương Dương trước, không hề xin lệnh của Lưu Bị, còn Lưu Bị đành thuận lý thành chương, sai Phí Thi mang Tiết Việt tới ban, để tránh cái tiếng bị vượt quyền trong nội bộ thuộc Hán. Trong đối sách Long Trung của Gia Cát Lượng khi bàn với Lưu Bị tại Liều Cỏ trước đây cũng đã đề cập, khi gặp thời điểm thích hợp thì từ Hán Trung kéo quân một đường, kết hợp với cánh quân ở Kinh Châu để thực hiện chiến dịch bắc phạt. Với giả thiết này, ta thấy sự chia cách của Kinh và Xuyên, nó khá phù hợp với việc Mạnh Đạt đánh Phòng Lăng, Thượng Dung. Ở sự kiện Ba Đá nhắc, Lưu Bị sai thay Thú Nghi Đô là Mạnh Đạt người Phù Phong từ Bắc Tỷ Quy đánh Phòng Lăng, trong khi sự kiện Chín Chép, năm Kiến An thứ 24, lệnh cho Đạt từ phía Bắc Tỷ Quy tấn công Phòng Lăng. Tam Quốc Chí không chính thức nhắc tới người ra lệnh cho Mạnh Đạt là Lưu Bị. Cũng ở sự kiện 9, tiên chủ nhân đó lệnh cho Đạt lĩnh số binh ấy, lưu lại đóng ở Giang Lăng. Sau khi bình thục, lấy Đạt làm Thái Thú Nghi Đô. Giang Lăng và Nghi Đô đều thuộc Kinh Châu. Như vậy địa hạt của Mạnh Đạt thuộc về trị sở Kinh Châu, Đạt là thuộc tướng của Quan Vũ. Việc Lưu Bị thò tay từ Xuyên để ra lệnh cho một viên thuộc tướng ở Kinh là hơi bất thường, bởi nó ảnh hưởng tới quy hoạch bố phòng quân sự của Kinh Châu. Việc điều động một viên thuộc tướng đi chính phạt địa phương khác không đơn giản là dí quân cờ từ chỗ nọ sang chỗ kia, mà còn phải bố trí lực lượng quân tiến công là bao nhiêu, tướng này thế chỗ phòng thủ, bao nhiêu quân phòng thủ là đủ. Đó thuộc về quy hoạch mà Quan Vũ phải chịu trách nhiệm. Rồi sau khi Mạnh Đạt đánh hạ Phòng Lăng, Lưu Bị lại ngầm sợ Đạt khó đảm nhiệm một mình, nên sai Lưu Phong tới quản quân của Đạt. Việc này hé lên một góc khuất là Lưu Bị sợ Mạnh Đạt vượt ngoài khuôn khổ. Chữ khuôn khổ ở đây mang hai ý, một là không kiểm soát được con người Đạt, hai là không kiểm soát được việc tấn công của Đạt, nên sai Lưu Phong tới kiểm chế. Vấn đề là việc hạ Phòng Lăng và Thượng Dung diễn ra rất nhanh, không lẽ nào vừa hạ xong Phòng Lăng, Lưu Bị lại đổi ý và thay chủ tướng giữa đường nhanh thế được? Tương tự như trên, phía Xuyên cũng phải có quy hoạch cho việc điều động Lưu Phong tới chỗ Đạt. Kết hợp với việc Mạnh Đạt là thuộc tướng của Quan Vũ, các nhà nghiên cứu đi tới kết luận. Một là, Mạnh Đạt được chính Quan Vũ sai đánh Phòng Lăng, rồi dẫn tới hai là, Lưu Bị sợ không kiềm chế được Đạt và quân Kinh Châu, nên buộc phải gấp cho Phong tới quản. Giả thiết này cho thấy toàn bộ kế hoạch đánh Tào Tháo của Quan Vũ, trước sau đều do một mình Vũ tự lên kế hoạch, Lưu Bị luôn là người biết khi sự đã rồi, và phải lên phương án phản ứng. Cũng chính vì vậy, dẫu từ phía Kinh Châu không đủ binh lực bắc phạt, trong khi Lưu Phong nhận mệnh kiềm chế hoạt động của Mạnh Đạt, nên Quan Vũ buộc phải dốc hết quân phòng thủ lên tiền tuyến, thì phía Xuyên cũng không hề lên tiếng hay hỗ trợ bắc phạt khi ấy không phải chủ trương của Lưu Bị.
Và cũng với hành động dốc hết binh lực bắc phạt, bỏ mặc hậu phương hư giống, các nhà phê bình cho rằng Quan Vũ muốn đánh cược một lần, không thành danh cũng thành nhân, quyết đem lý tưởng Hưng Hán thực thi tới cùng kiệt. Khi đó, Quan Vũ không còn là tiền tướng quân của Hán Trung Vương nữa rồi, ông đã trở thành Hán Thọ Đình Hầu của nhà Hán. Chính vì vậy mà ở sự kiện 11, Mạnh Đạt viết, việc Kinh Châu nghiêng đổ, đại thần thất tiết. Đại thần thất tiết là chỉ Quan Vũ rời bỏ trận doanh quân Thục, chứ đám Mi Phương, Phó Sĩ Nhân. Sao đáng gọi là đại thần? Quan Vũ có thể đoạn tuyệt Lưu Bị, nhưng Lưu Bị không thể dứt tình với Quan Vũ. Bởi vì Quan Vũ chỉ có một lý tưởng, ngoài ra không có gì để mất. Còn với Lưu Bị, Quan Vũ là một viên đại tướng, là một phần ba Kinh Châu, và đằng sau Lưu Bị có cả một triều đình cần ổn định vững vàng. Quan Vũ là viên đại tướng theo Lưu Bị từ những ngày đầu tiên. Nếu Lưu Bị bỏ rơi Quan Vũ, thì đó là đòn giáng quá mạnh vào triều thần, những người có chức vị thấp hơn Quan Vũ, tình cảm cũng không khăng khít với Lưu Bị như Quan Vũ. Ta có thể thấy Lưu Bị luôn chừa cho Quan Vũ một đường lui như việc giả Tiết Việt, rồi sau chém Lưu Phong, Lưu Phong phải chết bởi thất bại ở Kinh Tương, thiệt một viên đại tướng thì phải có người nhận tội, thêm ra Cát Lượng bơm vá vào nên Lưu Phong phải chết. Trong các phản ứng của Lưu Bị, ta thấy chỉ dừng ở mức không ủng hộ Quan Vũ bắc phạt chứ không phải buông tay đẩy Quan Vũ tới chỗ chết. Các nhà phê bình cho rằng Lưu Bị muốn Quan Vũ biết khó mà lui. Với việc Tào Nhân không phải đèn cạn dầu, nên không công được Tương Phàn thì Vũ sẽ phải quay về. Không ai ngờ Tôn Quyền lại nhanh chóng đâm một dao sau lưng, và từ Hoàng Hóa ra cũng gớm đến vậy. Thời điểm bấy giờ, không ai, bao gồm cả Lưu Bị, Quan Vũ và Tào Tháo, nghĩ là Tôn Quyền sẽ xuất binh đánh Kinh Châu bởi. Một là, Tôn Quyền không được lợi gì khi phá hỏng liên minh Tôn Lưu chỉ để đổi lại một Kinh Châu không toàn vẹn, thời điểm đó Ngụy vẫn chiếm 1/3. Hai là, Đông Ngô binh lực rất khiêm nhường, không ích lợi gì đi đối đầu với Tào Ngụy và Lưu Bị ở cả hai hướng, Hợp Phì và Kinh Châu. Quan Vũ chết, Thục mất Kinh Châu, đó là một điểm khởi đầu cho cuộc chiến đúng nghĩa Tam Quốc giữa Lưu Bị, Tôn Quyền, Tào Tháo. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.